Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nam Quốc Thịnh. Hôm nay tôi sẽ giải đáp cho những khách hàng về tại sao lại dùng cái dụng cụ bẻ ống bằng tay này bẻ cho những cái loại ống luồng dây điện thép EMT. Nó thường bị mớp như thế này. Đây ạ. Hay là nó mớp ngay cái vị trí này. Đây ha. Đây là những cái loại thường gặp khi chúng ta bẻ ống bằng tay. Về cái nguyên nhân mà để nó bị mớp á, nó có hai nguyên nhân. Đó là cái thứ nhất là chúng ta bẻ cho cái ống này nó không có đúng kỹ thuật, và cái thứ hai là cái độ dày của cái thân ống này sẽ không có đủ cái mili để đúng cái tiêu chuẩn mà cái ống bẻ được cái bằng cái dụng cụ bẻ ống bằng tay này. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về độ dày của thân ống luồng dây điện của Nam Quốc Thịnh. Về ống 1/2, độ dày thân ống của chúng tôi là 1.25mm nha các bạn. Và ống 3/4 là cũng độ dày là 1.25mm. Đường kính ngoài của ống là 23.42mm ạ. Vâng, các bạn thấy đây. Đây là ống 1/2 inch của chúng tôi. Chúng tôi bẻ ra một góc 90 độ. Nó sẽ không có bị mớp nha các bạn. Đây. Và đây là góc ống 3/4 inch. Góc này thì chúng tôi bẻ không có bị mớp. Nhưng mà về góc này là chúng tôi bẻ nó đã bị mớp rồi. Vì cái góc này thì cái người thợ kỹ thuật của tôi nó bẻ không có đúng kỹ thuật nên nó ra như thế này đây ạ. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nguyên nhân thứ nhất. Nếu cái ống của chúng ta nó không có đủ độ dày bẻ thì ta sẽ có cách là ta sẽ dùng cái lò xo ống này đặt vào vị trí bên trong của ống. Ta luồn vào bên trong ha. Đây. Ta luồn vào vị trí nào mà ta cần muốn bẻ ha. Đây là cái ống nó 3 mét nên nó hơi dài. Nên tôi không có làm một cái ví dụ cho các bạn nó cụ thể hơn. Thì đây là cái đoạn ống 1/2 inch ha. Thì ống này thì tôi đã cắt ra nên cái đoạn đầu của nó hơi có bà dớ nên nó bén tí xíu nha các bạn. Đây ví dụ như các bạn muốn bẻ từ khoảng cách vị trí này thì cái lò xo của bạn nó phải qua cái góc bẻ này thì nó sẽ đảm bảo rằng cái vị trí góc chúng ta bẻ nó sẽ không có bị mớp ha. Đây các bạn thấy không, đây là cái lò xo để đưa vào trong cái ống thép luồng dây điện. Đây là cái vị trí ta bẻ ha, cái góc ta bẻ đây. Dạ. Thì các bạn thấy không, nếu ta bẻ ok thì nó ra cái góc này ha. Vâng, đây là cách thứ nhất. Và cách thứ hai là cái ống này cho dù chúng ta có đủ tiêu chuẩn độ dày nhưng nếu ta bẻ cái gốc nó không có
có đúng vị trí. Tại vì cái này là cái dụng cụ bẻ ống 1/2, nên nếu tôi đưa cái 3/4 này vào thì không có bẻ được ha. Nên tôi sẽ lấy cái mẫu ống 1/2 này, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. À, ví dụ như chúng ta bẻ đúng vị trí, nó vào đúng cái rãnh của cái dụng cụ bẻ ống bằng tay này, đúng theo cái góc mà ta cần bẻ. Ta bẻ theo đúng một cái đường cong này, nó nằm ở trong cái thân rãnh này ha, thì cái ống của chúng ta nó sẽ không có bị mớp. Còn nếu các bạn mà bẻ cái ống nó nằm như thế này nè các bạn, ví dụ như cái ống nó nằm như thế này, nó nằm ngay vị trí này, nó nằm ở thân trên của cái dụng cụ bẻ ống này, thì chắc chắn với các bạn rằng cái ống các bạn sẽ bị mớp. Vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn hai nguyên nhân tại sao bẻ ống bằng tay lại bị mớp và cách khắc phục cho cái ống này nó sẽ không bị mớp, làm và cho chúng ta sẽ giảm được cái thời gian thi công và giảm được cái chi phí hư hỏng. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, xin mời các bạn hãy đăng ký kênh. Nếu các bạn cần liên hệ với chúng tôi, xin liên hệ qua số hotline 0919226994 và email naoquocthinh@gmail.com. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm qua website naoquocthinh.vn. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn và xin chào các bạn.